Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Nga. Trước tiên hết thì Phương Nga xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Sorry mọi người, trong tuần vừa qua, đặc biệt là vào dịp gần cuối tuần, thì các anh chị và các bạn, mọi người ai cũng đều biết, và có người biết sớm, có người biết muộn, giống như tình trạng của mình. Là mình đã biết sao cùng hết so với mọi người. Và mình cũng có nói ra mình mới tò mò là tại sao mà mình thấy là bạn bè mình ai cũng nói chuyện về những cái sự việc xảy ra giữa bạn Khoa Bất và Resort Aroma Phan Thiết. Và sau đó Nga tìm hiểu và mình mới thấy và mình thấy những cái đoạn phim, đoạn clip mà bạn Khoa đã chia sẻ rất là chân tình, rất là gọi thích thật luôn ở trên mạng. Và hiện tại thì cái sự việc đó đã xảy ra rồi. Thì mình không muốn, giống như mình không có thể nào mình bàn cãi nữa. Và chính bạn Khoa cũng đã nói rồi, cái gì đã xảy ra rồi thì chúng ta cứ việc khép lại nó và chúng ta không nhắc lên. Và sau đó giống như là hôm qua đến giờ mình cũng đọc, cũng có nhiều trang mạng chính thống rất nổi tiếng và cũng có nhiều người nói, và mình mới thấy sâu lại một chuỗi. Vậy theo các anh chị và các bạn, thứ nhất hôm bữa trước mình có nói rồi, khi sự việc xảy ra thì có một số những resort, những khách sạn, những cái phòng spa, những cái hotel mà mang tên là Aroma. Ví dụ như là Aroma Hotel hoặc Aroma Spa, nào ví dụ vậy ha. Hoặc là những cái khách sạn, hoặc là những cái resort có tên na ná như Aroma thì đều bị mọi người tẩy chay. Đó là ở một khía cạnh mà gọi là phiến diện. Nhưng bên cạnh đó thì mọi người sẽ nghĩ sao khi tự nhiên một cái người gọi là Khoa Bất, là một cái trong những YouTuber hiện giờ có rất là giống như là nổi tiếng, có đến là 1.202.890 mấy người lượt người subscriber. Cái này là mình chỉ check thôi, nhưng mà không biết bữa nay số lượng có hơn hay không, thì mình chỉ nhớ là khoảng chừng là như thế. Và khi đấy thì cái sự việc nó xảy ra và anh ta đề cập đến là Aroma. Và khi Aroma thì có cái tên là Aroma Phan Thiết, thì bỗng nhân các anh chị nghĩ coi cái điều đó là tốt hay xấu. Có nghĩa là mình nói là tình trạng là không tốt đối với Aroma. Tại vì sao? Nếu như thật sự, nếu như cung cách phục vụ của anh tốt thì lúc bấy giờ và hiện giờ thì tên tuổi anh sẽ được nổi tiếng. Tại vì một người YouTuber nổi tiếng, khi mà người ta đã review cái resort của bạn rồi thì tất nhiên cái resort của bạn sẽ được lên. Và nhiều người đang tìm hiểu và người ta cũng muốn để mà đến đó để nghỉ dưỡng. Mặc dù đẳng cấp 5 sao, nhưng thật sự mà nói là người Việt mình cũng có những người, người ta cũng có tiền, người ta đếm. Và ngay cả bản thân mình, thí dụ như mình không có thể đi một mình có thể đi với một số bạn bè mình, thì mình cũng share chung cái phòng mà mình cũng thể có ở được. Và mình cũng muốn trải nghiệm qua đẳng cấp 5 sao là như thế nào. Thì cái điều đấy, nếu như mà sự việc tốt xảy ra, thì mình nghĩ là hiện giờ có thể là tên tuổi của resort Aroma Phan Thiết sẽ nổi như cồn. Nhưng sự việc đó lại không như thế. Và trái lại là những người mà dân trên mạng, người ta là giống như là người ta cảm giác là người ta không thích cái Aroma Resort nữa. Và khi trong đoạn clip và những cái gì mình mà anh Khoa Bất ảnh xe, ảnh nhắc đến chữ Phan Thiết, thì các anh chị tin rằng cái chữ Phan Thiết đó có phải là chỉ được nghe đến ở những người tại Việt Nam hay không? Hay là những người ở thế giới, trên toàn trái đất này, hệ có cộng đồng người Việt, nếu như người ta có YouTube là người ta sẽ biết đến tên đó, và người ta sẽ biết đến Phan Thiết. Và khi ấy tự nhiên cái từ Phan Thiết đó không phải chỉ cộng đồng người Việt. Và biết đâu, thí dụ như mình, ví dụ như Nga, ví dụ như đặt trường hợp đi, Nga bây giờ sinh sống ở nước ngoài, khi Nga có cái tin đó thì
Ngân mới kể cho bạn mình nghe sự việc đó xảy ra ở đâu, ở Aroma Phan Thiết. Nhưng bắt đầu những người bạn của mình, người nước ngoài hỏi, ủa vậy Phan Thiết là gì? Thì mấy người, các anh chị và các bạn mới biết là khi đấy thì người ta bắt đầu tập trung focus đến Phan Thiết là như thế nào, và người ta sẽ tìm hiểu Phan Thiết là như thế nào. Thì mình sẽ giải thích là Phan Thiết là một cái vùng đất, vùng bãi biển rất là đẹp, và dọc thêm bãi biển đó có những cái resort rất rất đẹp và đẳng cấp, đủ hết mọi giá thành. Các anh chị biết là từ giá bình dân cho đến những cái resort là đẳng cấp là 3 sao, 4 sao và 5 sao, và những resort đẳng cấp quốc tế nữa. Và khi đấy tự nhiên cái tên Phan Thiết được phát triển và nhiều người sẽ được biết đến hơn. Và hiện tại bây giờ mình cũng thấy như thế. Và khi các anh chị biết, nếu mà nói đến Phan Thiết thì các anh chị ngoài việc là các anh chị tắm biển nè, các anh chị có thể là nghỉ dưỡng nè, chơi cùng bạn bè nè, rồi ở Phan Thiết thì còn nổi tiếng về đồi cát nè, rồi những cái khu vực mà giống như là cổ, những cái chỗ mà gọi là của cái người, giống như là khu vực di tích lịch sử cũng có nữa. Và người ta sẽ tìm, giống như trong sắp tới đây đi, ở Việt Nam hoặc là hè sắp tới thì những du khách nước ngoài, ngay cả người Việt mình cũng ra đó. Và tự nhiên thay vì những người ta muốn đi đến những cái resort, ví dụ dân thể Sài Gòn thì sẽ đi đến Vũng Tàu gần gần. Nhưng nếu mà so về giá cả thì ra Phan Thiết, mặc dù nó chỉ xa hơn chút xíu thôi, nhưng giá cả nhỉnh, giống như là rẻ hơn nhiều so với ở Vũng Tàu. Và bên cạnh đấy các anh chị biết còn thêm nữa là khi cái đoạn phim đó, các anh chị thấy là sau cái vụ việc xảy ra thì ai sẽ là được ăn theo sau cái vụ việc mà Aroma Resort Phan Thiết và Khoa Bất. Thứ nhất, hồi nãy giờ mình có nói rồi, Phan Thiết sẽ được nhắc đến. Và việc thứ hai, các anh chị nhớ giùm cho mình là trong cái đoạn clip đấy có một cái sự việc là sau khi mà sự việc không hay xảy ra giữa Khoa và nhân viên của resort, và anh ta book phòng rồi anh ta trả lời cái phòng, anh ta bỏ luôn cái tiền book luôn, và anh ta mới xách hành lý đi ra và anh ta lái xe. Sau khi anh ta lái xe xong đi một vòng, anh ta mới đi qua một cái resort gần đó. Đó là resort Victoria Phan Thiết, tên là, để nghe nhớ coi, là resort Victoria Phan Thiết Beach. Có nghĩa là người tên tiếng Anh á là Victoria Phan Thiết Beach Resort and Spa. Thì khi đó anh ta mới qua bên đó và anh ta book phòng ở đó, và anh ta book luôn phòng Buffalo luôn. Và trong lúc mà cái anh ta ngồi chờ book phòng á, anh ta được sự service của cái nơi đấy rất là welcome. Có là nghĩa là người ta đem có nước nè ha, có khăn lạnh để mà lau mặt. Rồi sau đó anh ta book cái phòng Buffalo, và cái người mà xách hành lý của anh ta xách vô đến tận phòng. Và sau khi vô trong phòng đó thì anh ta mới sao? Mới ghi lại những hình ảnh của cái resort cũng tương đương đẳng cấp 5 sao mà tên là Victoria, anh ta có nhắc. Và anh ta quay lại hết tất cả từ giường, gối, mùng mền, rồi đến cái chỗ mà nghỉ ngơi, chỗ mà giống để tiếp khách, rồi cả phòng vệ sinh, rồi nơi nào cũng được gắn hoa. Rồi sau đó anh ta mới ra quay luôn cả cái cảnh mà có nghĩa là phòng tắm ở ngoài trời, người ta thiết kế theo dạng mà giống như dân dã vậy, có những cái cây giống như lá dừa người ta để gắm giống như lập mái vậy. Thì anh Khoa đã quay và rõ chi tiết miêu tả của cái resort Victoria, và sau đó anh ta mới ở lại đó và anh ta cũng cho biết giá phòng luôn. Thì đối với mình thấy là cái giá phòng đó rất là ok, có nghĩa là với 3 triệu mấy, khoảng chừng 3 triệu rưỡi trở lại một đêm, mà cái phòng đó rất rất lớn và có đầy đủ. Và các anh chị biết là với cái sự việc đó xảy ra như thế thì anh Khoa đã ghi lại hết tất tần tật mọi thứ về cái resort Victoria. Và ngay cả đến ngày hôm sau, các anh chị thấy là anh ta đi
ăn tại nhà hàng. Và ngay cái nhà hàng đó anh ta quay cảnh và chính bản thân mình, hình như mình cũng đã đến đó rồi, thì cái cảnh đó nó rất là đẹp. Và ăn uống và cái không gian rất là thoải mái, ngắm nhìn ra biển luôn. Và cái cảnh nó welcome, có nghĩa là đầy đủ thức ăn, có nghĩa là đủ loại từ những cái món của Việt Nam, ngay cả món nước ngoài cũng có. Và như thế, mình chỉ muốn nói một cái điều là sau cái sự việc đó thì người ta mới cho mình thấy một cái điều là, có nghĩa là Nga mới đọc lên những cái website, tự nhiên bây giờ mình thấy sau cái vụ việc này, thứ nhất, Phan Thiết được nhiều người nói đến. Thứ hai, đó là Resort Victoria cũng được nói đến. Và theo mình được biết và trên mạng bây giờ, những người bắt đầu người ta quảng cáo về resort ở khu vực Phan Thiết, người ta đều đề cập đến vụ của Khoa Bớt với lại Aroma Resort. Sau đó người ta mới đưa cái gọi là cái resort của mình để lên kèm sau cái sự việc đấy. Và Victoria cũng vậy, người ta bắt đầu PA cái thương hiệu của người ta lên, có nghĩa người ta ăn theo cái sự việc này. Và thương hiệu của Victoria bây giờ cũng được đưa lên. Và Resort Victoria cũng là một trong những resort 5 sao được nổi tiếng và được tạp chí Guide bình bầu là một trong những resort mà đẹp nhất ở Mũi Né. Và họ cũng nhờ cái sự việc xảy ra này, nhờ cái đoạn clip khi anh Khoa đã bỏ cái resort Aroma và di chuyển qua resort của Victoria. Thế là Victoria giờ cũng được ăn theo trong việc quảng cáo cái PR thương hiệu của mình. Ngoài ra đó thì chính bản thân mình cũng thấy là đọc trên những cái website mà gọi là chính thống á, người ta cũng đính kèm thêm một list khoảng chừng một chút cái resort nổi tiếng cũng thuộc chuẩn 5 sao. Và người ta cũng miêu tả những hình ảnh của người ta ở tại Phan Thiết. Do đó, mình thấy là cái sự việc này nếu như đứng ở khía cạnh của Aroma thì mình thấy là đó là một điều hơi buồn. Nhưng đứng về những khía cạnh khác thì cái sự việc này mình không biết đúng hay sai, đó là tùy quan điểm. Nhưng mình thấy được một điều là đúng đối với một số người sẽ là bất lợi. Ví dụ như Aroma Resort Phan Thiết sẽ là bất lợi, tất nhiên lượng khách sẽ giảm. Việc thứ hai, những cái nơi mà có cái tên na ná thì cũng bị khách gọi là những người du khách sắp tới hoặc những người mà ta đọc ở trên mạng, người ta cũng đăng vô những cái điều không hay trên fanpage. Rồi những cái hotel hoặc là cái spa tên na ná cũng bị ảnh hưởng. Nhưng bên cạnh đó thì sẽ được những cái ăn theo nãy nghe nói rồi, nào là Phan Thiết, nào là những hotel gần đó, đặc biệt là Victoria. Thì bên cạnh đó thì các anh chị biết là đối với Victoria thì họ cũng xây dựng khoảng 57 phòng Buffalo, họ quảng cáo ở trên trang web của họ luôn, và họ lấy cái tin tức của Aroma và Khoa Bớt diễn ra và họ lồng theo cái khúc mà khi mà Khoa Bớt qua bên resort của họ để nghỉ dưỡng thì họ mới dùng đó để PR thương hiệu luôn. Và họ bảo là bên resort của tôi thì có được 57 phòng Buffalo được xây dựng mà theo kiến trúc mà mái ngói, không phải mái ngói mà giống như là cái kiểu mà dân dã mộc mạc vậy á. Rồi chung quanh thì được bao bọc những khu, một cái khu vườn đầy hoa mộc, rồi cây dừa nào kia. Rồi ngoài ra thì họ có những cái nhà hàng có thể là tham gia vào những cái nấu ăn uống và ăn hưởng thức những cái món hải sản tươi sống ở đấy. Rồi ngoài ra thì các anh chị thấy còn có những resort giống như là Rock Water Bay họ cũng quảng cáo theo nữa. Vậy sau vụ việc này thì bạn sẽ nghĩ sao? Đáng lẽ là lợi cho Aroma, nhưng giờ mình sẽ không bàn cãi về vụ Aroma, tại vì rõ ràng đáng lẽ họ được lợi nhưng bây giờ họ chẳng được lợi. Bây giờ vụ việc đó đã qua rồi, mình không bàn cãi nữa ha. Rồi cái thứ hai là Phan Thiết sẽ được biết nhiều đến, và đặc biệt là có những cái đặc biệt hơn nữa là, thứ nhất sau vụ việc này cái sẽ bị đi xuống,
là Aroma. Và cái được nổi lên là Victoria. Và mình chỉ có những cái ý tưởng, những cái như thế qua những cái bài gọi là chia sẻ của những cái trang gọi là website chính thống hiện giờ, và cũng tương đối là đáng tin. Và mình cũng thấy được qua sự việc này, mình cũng thấy được là học được cái cách PR thương hiệu mới của Victoria. Nhờ những sự việc này mà Victoria cũng được, và đó là một trong cái cách mà marketing của họ rất hay. Họ marketing, nếu các anh chị biết, các anh chị có thể lên trên mạng đọc thêm những thông tin đấy trên những cái website chính thống, và các anh chị sẽ thấy được là Victoria họ PR rất rất hay sau việc giữa Qua Bất và Aroma diễn ra. Và nếu như những gì Nga chia sẻ cho các anh chị và các bạn, các anh chị và các bạn thấy điều đó hay, thì các anh chị, các bạn có thể cho Nga một cái like, hoặc là các anh chị có thể subscribe cho mình. Và mình sẽ theo dõi những tình huống tiếp và những cái gì mà liên quan những cái resort tại Mũi Né, Phan Thiết cho các anh chị nghe trong những đoạn clip kế tiếp. Tại vì hiện tại ở Việt Nam và những cái trang mà du lịch họ đang chung vào cái sự việc này rất nhiều, trong giới mà gọi là marketing họ sẽ dùng để PR thương hiệu của họ cho cái kỳ nghỉ sắp tới, đặc biệt là kỳ nghỉ hè thật dài trong tầm 2 tháng để thu hút được lượng khách hàng từ khắp nơi, thì sẽ có những cái chuyến khách sẽ đến đây rất nhiều. Và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Xin chào tất cả mọi người nhé.